Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trong phiên xét xử vụ án Vạn Thành Phát, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đối đáp nội dung bào chữa cho các bị cáo của các luật sư. Viện kiểm sát chứng minh bị cáo Lan thâu tóm sở hữu tới 91,5% vốn điều lệ của SCB. Viện kiểm sát cho biết tài bản kê biến động cổ đông do bị cáo Tạ Chiêu Trung Lập ghi nhận thời điểm ngày 5 tháng 6 năm 2022 và lời khai của bị cáo Tạ Chiêu Trung đều thể hiện bị cáo Trương Mỹ Lan giao cho Tạ Chiêu Trung theo dõi cổ phần SCB do bị cáo Lan sở hữu từ thời điểm hợp nhất cho đến trước khi khởi tố vụ án. Từ sau khi SCB hợp nhất vào năm 2012, số cổ phần tại SCB mà bị cáo Tạ Chiêu Trung theo dõi là 85%, đến tháng 10 năm 2022 là trên 91%, do 27 pháp nhân cá nhân đứng tên, trong đó có cả 5 cổ đông nước ngoài. Lời khai của các cá nhân đứng tên cổ phần tại SCB đều thể hiện đứng tên hộ bị cáo Trương Mỹ Lan về nguồn tài chính của năm công ty nước ngoài sở hữu cổ phần mà bị cáo Lan khai nhận là bạn thì bị cáo không nêu được cụ thể danh tính. Viện kiểm sát khẳng định năm pháp nhân này cũng là đứng tên hộ bị cáo Lan để đầu tư tài chính. Ngoài ra còn có rất nhiều tài liệu chứng cứ chứng minh bị cáo Trương Mỹ Lan nắm giữ cổ phần giữ quyền cao nhất tại SCB. Các luật sư của bị cáo Lan cho rằng hội đồng quản trị mới có quyền quyết định mà hoạt động của SCB, trong khi bị cáo Lan không phải thành viên hội đồng quản trị. Viện Kiểm sát cho rằng nhận định này là không đúng quy định của luật doanh nghiệp. Luật các tổ chức tín dụng không đúng với các tài liệu chứng cứ đã được điều tra, thu thập khách quan trong hồ sơ vụ án cũng như không phù hợp với kết quả thẩm tra công khai tại tòa. Đối với bị cáo Nguyễn Văn Hưng, Cựu phó chánh thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước, luật sư bào chữa cho rằng thân chủ không đóng vai trò chủ mưu cầm đầu. Tuy nhiên, viện kiểm sát cho rằng bị cáo là phó chánh thanh tra ra quyết định thanh tra. Bị cáo cũng khai nhận vai trò giám sát chỉ đạo việc thanh tra SCB. Bên cạnh đó, bị cáo Hưng và bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước và các thành viên đoàn thanh tra đều nhận tiền quà từ SCB. Bị cáo Hưng chỉ đạo bị cáo Nhàn xây dựng báo cáo dự thảo thanh tra không trung thực, không đúng thực trạng tài chính yếu kém của SCB, không kiến nghị chuyển sai phạm cho cơ quan điều tra. Vì vậy, theo viện kiểm sát, việc nhận định bị cáo Hưng có vai trò chủ mưu cầm đầu là có căn cứ. Đối với đề nghị của luật sư về việc xem lại tội danh nhận hối lộ của bị cáo Nhàn và các bị cáo khác trong đoàn thanh tra đều nhận tiền qua từ SCB nhưng chỉ bị cáo Nhàn bị truy tố tội nhận hối lộ. Đại diện viện kiểm sát cho rằng bị cáo Nhàn biết rõ thực trạng SCB rất xấu, cần phải báo cáo ngân hàng nhà nước và chuyển sai phạm cho cơ quan điều tra. Thế nhưng bị cáo đã thông qua Võ Tấn Hoàng Văn và Đinh Văn Thành hai lần gặp bà Trương Mỹ Lan để thỏa thuận nhằm che giấu sai phạm cho SCB. Theo đại diện Viện Kiểm sát, bị cáo nhàn có nghiệp vụ am hiểu hoạt động thanh tra ngân hàng nên đã dùng thủ đoạn che giấu khiến cơ quan chức năng khó phát hiện hành vi sai phạm. Về việc các luật sư phân tích thời điểm bị cáo nhàn nhận tiền là sau khi có kết quả thanh tra, Viện Kiểm sát cho rằng không đúng, hồ sơ vụ án thể hiện những lần đầu đưa tiền là trước khi có kết quả thanh tra. Trong phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư, trình bày trước hội đồng xét xử, luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Phương Anh, phó tổng giám đốc công ty Sài Gòn Peninsula cho rằng, mức án mà Viện Kiểm sát đề nghị 19 đến 20 năm tù là quá nặng đối với cá nhân bị cáo Phương Anh. Theo luật sư, Viện Kiểm sát truy tố đúng người đúng tội đúng pháp luật nên không tranh luận. Tuy nhiên, bản thân bị cáo Phương Anh nhận ra hành vi của mình là giúp sức cho một nhóm bị cáo mà bị cáo Lan là người đứng đầu. Hơn nữa, khi thực hiện hành vi thì bị cáo Phương Anh đang trong hoàn cảnh khó khăn, cáo trạng cáo buộc bị cáo này thực hiện ở giai đoạn giải quỹ, được thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên, tìm người là pháp nhân dùng để giải quỹ. Cũng theo luật sư, bị cáo Phương Anh đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra ăn năn hối lỗi, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ vụ việc, giảm thiệt hại tới mức tối đa. Vì vậy, mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, hạ khung hình phạt từ khoản 4 xuống khoản 2 vào khung 9 năm tù. Tự bảo chữa cho mình sau phần trình bày của luật sư, bị cáo Nguyễn Phương Anh đồng ý với luận cứ bảo chữa của luật sư, không có bổ sung gì thêm. Đối với bị cáo Đặng Phương Hoài Tâm, trưởng văn phòng hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát, luật sư cũng không đồng ý mức án và đề nghị của Viện Kiểm sát. Luật sư cho rằng bị cáo Tâm làm việc xuất phát từ sự tin tưởng bà Lan, làm việc vô tư, làm công ăn lương để nuôi gia đình, đề nghị giảm nhẹ hình phạt phù hợp với hành vi của bị cáo Tâm. Việc truy tố bị cáo là đồng phạm với bà Lan là quá nặng so với hành vi của bị cáo. Bảo chữa bổ sung, bà Tâm cho hay bản thân làm quản lý tài sản của công ty, theo dõi tài sản dư nợ, tài sản thế chấp. Bị cáo không biết về việc giải quỹ, không biết về vấn đề này. Bị cáo không biết gì về việc vi phạm, bị cáo vô tình phạm luật. Mong hội đồng xét xử xem xét, bị cáo chỉ làm công ăn lương nhưng bị cáo bị đề nghị mức án 19 đến 20 năm tù, ngang mức án với các sếp, mong hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo bà Tâm nói. Đến phần bào chữa cho bị cáo Phan Tấn Khôi, nguyên giám đốc ngân hàng SCB Đông Sài Gòn, luật sư trình bày, bị cáo đã thừa nhận hành vi của mình đúng như nội dung cáo trạng đã truy tố, tại phiên tòa hôm nay đề nghị hội đồng xét xử xem xét thêm tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Bị cáo không được hưởng lợi gì từ việc này. Hơn nữa, bị cáo thực hiện công việc trong trạng thái bị động, làm theo chỉ đạo của cấp trên. Nếu không làm thì sẽ bị buộc thôi việc. Chưa kể, bị cáo đã nhận thức được rủi ro của công việc nên đã chủ động xin chuyển công tác. Nhưng do tác động của dịch COVID-19 nên việc chuyển công tác có phần chậm hơn. Trình bày bổ sung, bị cáo Khôi cho biết bản thân làm việc cho ngân hàng SCB từ lúc trước hợp nhất, năm 2018 mới làm việc thẩm định cho vay. Tại các cuộc họp, bị cáo cũng trình bày là không muốn làm các hồ sơ lớn nhưng không được chấp thuận, bị cáo chỉ là người làm công ăn lương, mong hội đồng xét xử các tình tiết giảm nhẹ mà luật sư đã trình bày. Đối với bị cáo Lê Văn Chánh, nguyên giám đốc định giá và tài sản đảm bảo SCB, luật sư bảo chữa cho bị cáo tránh cho hay, cáo trạng truy tố tội danh đối với bị cáo Lê Văn Chánh là hoàn toàn đúng người đúng tội tuy nhiên bị cáo tránh chỉ là người làm công ăn lương làm theo hướng dẫn chỉ đạo trực tiếp của cấp trên nên đã vi phạm pháp luật từng là cán bộ chủ chốt của scb bị cáo trần thị mỹ dung cựu phó tổng giám đốc ngân hàng này cũng đã khóc và nói rằng bị cáo thất vọng về chị trương mỹ lan khi nghe bị cáo lan phủ nhận vai trò điều hành scb Bị cáo Dung kể sau những lần gặp mặt kín đáo với Trương Mỹ Lan tại tầng 39 tòa nhà Times Square, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Dung tổ chức họp hội đồng kinh doanh đầu tư trước khi giải ngân trước, hợp thức hóa hồ sơ sau để rút tiền ngân hàng cho bà ta. Tại mỗi cuộc họp, Dung nói rõ, đây là chỉ đạo của chị Lan. Với vai trò chủ tịch hội đồng quản trị SCB, bị cáo Bùi Anh Dũng là người đầu tiên có ý kiến và thường phát biểu anh tin tưởng chị Lan trong phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị khác tiếp tục với phần bào chữa. Từ bào chữa, bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước nói dằn vặt, ân hận và xấu hổ với chính bản thân và gia đình, mong hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật theo tinh thần nhân đạo, nhân văn. Bà Nhàn nói: Bị cáo ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong vụ án, mong tòa xem xét cho bị cáo hưởng mức án khoan hồng. Bà Nhàn cho rằng, khi bị tạm giam, bị cáo đã giảm 19 kg vì đau xót, chưa tròn chữ hiếu với mẹ thì bị bắt. Bị cáo xuất hiện những cơn đau tim liên tục, trại giam phải đưa đi khám bệnh, dần hồi phục được như ngày hôm nay. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn bị Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tuyên phạt chung thân về tội nhận hối lộ. Cáo trạng xác định trong thời gian thanh tra với tư cách là trưởng đoàn, đã nhiều lần nhận tiền từ ngân hàng SCB thông qua Đinh Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đang bỏ trốn, Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc SCB và Nguyễn Nam Tuấn lái xe của Văn với tổng số tiền lên tới 5,2 triệu đô la Mỹ khoảng 118 tỷ đồng. Cụ thể, khoảng tháng 3 năm 2018, Thành và Văn ra Hà Nội, lên phòng làm việc của bà Nhàn ở cơ quan đưa cho bà này một túi trái cây và một túi đần 200.000 đô la Mỹ. Đỗ Thị Nhàn nhận tiền rồi mang cất ở nhà. Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2018, giai đoạn dự thảo kết luận thanh tra xin ý kiến các bộ ngành và sau đó ban hành kết luận thanh tra tại SCB. Văn và Nguyễn Nam Tuấn ba lần mang các thùng xốp đần tiền đô la Mỹ để đưa cho Đỗ Thị Nhàn tổng cộng 5 triệu đô la Mỹ. Sau mỗi lần đưa tiền tại nhà riêng, bà Nhàn hỏi thì được cho biết Tiền này là của Trương Mỹ Lan cảm ơn vì đã giúp và hỗ trợ SCB trong quá trình thanh tra. Nhận tiền bà nhàng cho vào thùng khác cất giấu trong phòng ngủ. Khoảng tháng 12 năm 2022, đổi thị nhàng chia số tiền thành hai phần, mang 2,6 triệu đô la Mỹ gửi nhờ tại nhà họ hàng ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Số tiền còn lại nhàng cho vào thùng sắt khóa lại mang sang nhà em trai cất trong phòng ngủ rồi khóa tủ và cầm chìa khóa. Bào chữa cho bị cáo nhàng, luật sư cho rằng khi đại diện Viện Kiểm sát luận tội đã ghi nhận cho cựu Cục trưởng Cục Thanh tra 4 tình tiết giảm nhẹ, thế nhưng mức án đề nghị chung thân là quá nghiêm khắc và truy tố tội nhận hối lộ là không phù hợp. Theo luật sư, hành vi của các bị cáo trong đoàn thanh tra là một vòng khép kín. Các bị cáo khác trong đoàn thanh tra bị cáo buộc với vai trò đồng phạm về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Mức phạt cao nhất chỉ 15 năm tù. Thế nhưng chỉ riêng nhàn bị truy tố tội nhận hối lộ có khung hình phạt cao nhất lên đến tử hình là quá cao, không công bằng đối với bị cáo. Do đó, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại về tội danh đối với bị cáo nhàn. Cũng theo luật sư, dù bị cáo nhàn nhận số tiền 5,2 triệu đô la Mỹ nhiều hơn so với các bị cáo trong đoàn thanh tra, nhưng đây không phải là căn cứ để định tội danh khác so với các bị cáo còn lại. Bên cạnh đó, bị cáo nhàn không chủ động gặp thỏa thuận bàn bạc đối với Trương Mỹ Lan để thực hiện công việc gì giúp cho Trương Mỹ Lan. Thời điểm nhận tiền đã kết thúc quá trình thanh tra, hoàn tất kết luận thanh tra, ý thức chủ quan khi nhận tiền là thụ động. Điều này có thể coi trách nhiệm thanh tra của bị cáo đã hoàn thành. Việc chỉnh sửa số liệu trong dự thảo báo cáo kết quả thanh tra là do bị cáo nhận chỉ đạo. Ngoài ra, bị cáo có 4 tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn, ăn năn hối cải, tự nguyện khắc phục hậu quả, có thành tích trong công tác từ đó luật sư mong tòa cho bị cáo hưởng mức án nhân đạo nhân văn và khoan hồng với mức án thấp hơn theo đề nghị của viện kiểm sát đồng thời luật sư đề nghị tòa xem xét trả lại cho gia đình bị cáo đã nộp thừa số tiền để khắc phục hậu quả so với số tiền mà nhàn đã nhận hối lộ